lại rồi. Nhà lầu này không biết còn người Kinh hay còn người đồng bào này. Có không? Có người Kinh. Đây có người xăng đó. Chúng ta đi ra đường. Chào các bạn đang có mặt tại Bản Đôn. Hôm nay là buổi lễ trước khi diễn ra lễ hội đua voi hàng năm của Bản Đôn. Năm nay trời ơi, bao nhiêu. Từ nhỏ tới lớn nghe chú voi con ở Bản Đôn. Đây là lần đầu tiên mình được trực tiếp nhìn thấy những chú voi. Đây những thợ cưới voi, chú voi rất là dễ thương. Chú voi này là 30 năm rồi nha, 30 năm rồi. Dễ thương quá. Đây là phía sau đây mình có chú voi nữa, chú voi dễ thương hơn. Đỏ quá, gà quá. Các bạn đã được xem trực tiếp voi đang cưỡi gia đình cô Lô Men đang trên lưng của voi. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi đi không kịp với nó thôi. Cao voi là phải cao 2,5 mét quá. Đẹp quá. Cứ đi một lần leo lên một lần. Thấy voi đang xuống. Chúc ơi, chúc dép chị Vân, Voi bắt người ta sẽ gãy cái mía này. Đó. Hay quá. Đập cái chân gãy cái mía làm đôi xong gấp vô, đẩy vô miệng hết luôn. Hết tiền rồi. Rồi đây, gửi tiền nha. Anh trai gửi tiền nha. Anh nữa nè. Chưa gãy em. Đập mạnh lên. Đập mạnh nó chưa gãy. Nhẹ vậy đập mạnh vô. Đập ngoài gãy. Bạn không bấm ra câu được. Ngày mai dài rồi, mai đi giải. Này voi. Sau có một đàn voi có gà đó nè. Rồi mình đưa tay voi đây. Chào mình. Nó đòi ăn gì kìa. Sao có mặt nghe. Tụi mình ve thôi. Ghê hả? Nó là già rồi. Mắt buồn quá. Nó vui như thế thôi kìa. Voi kia nó hơi vui á. Em ơi, voi này bao nhiêu tuổi đây em? 30. 30 tuổi rồi. Wow. Voi nó cười, anh nhìn con cười kìa. Tại có 3 chú voi, bên này là 4 chú voi. Chú voi số 10. Em bay voi đầu lên vậy. Rồi. Chúc các chú voi ngày mai thi thành công nha. Xin chào các bạn. Các bạn có thấy đây là con voi không? Đây là chú voi đực đang tới mùa động dục, cho nên là bé đang bị xích lại tội nghiệp đấy mà. Các bạn biết chân thứ 5 của con voi nó nằm ở đâu không? Mình tìm hoài không thấy. Hồi nãy mình thấy cái chân thứ 5 của nó xuất hiện. Chú voi này là 39 năm rồi nha các bạn. Đây là chú voi đực. Đấy, rất là nhạy cảm. Ôi, mấy chú voi này có tên không anh? Dạ? Ơi. Tất cả các voi chuẩn bị. Bạn voi thứ 7 ơi. 1, 2, 3. Voi chào tất cả quý vị đại biểu, quý vị các quý, đồng bào, đồng chí và các bạn đã về dự với Hội voi Bản Đôn năm 2019. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các chú voi, nài voi đã về dự với Hội voi Bản Đôn năm 2019. Thấy này máy không? Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin đề nghị phóng viên báo đài chúng ta xuống khỏi khu vực sân khấu để ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình.